Thì như ở phần tiêu đề có tới 11 cái dạng tiêu đề giúp các bạn có thể viết được những cái dòng tiêu đề dễ dàng hơn. Và trong phần call to action thì chỉ có 2 cái dạng cơ bản để giúp các bạn có thể viết được những cái dòng call to action hiệu quả và có tính thuyết phục cao. Thì 2 cái dạng đấy, đó là đầu tiên đó là những cái lời kêu gọi hành động theo hướng trực tiếp, thì là cái cách mà bạn đưa ra những cái lời mời chào thẳng thừng và thẳng thắn, ví dụ như là mua hàng ngay, đăng ký ngay, để lại email ngay hay là share ngay. Thì hay tôi hay nói đùa cái dạng kêu gọi hành động này thì gọi đó là thà viết ra còn hơn là không viết. Và đây là cái dạng kêu gọi hành động mà rất là hiếm khi bạn sử dụng. Và chúng ta cùng đến với cả cái dạng kêu gọi hành động thứ hai, là dạng kêu gọi hành động theo hướng gián tiếp. Thì đây là cái dạng kêu gọi hành động mà bạn đang sử dụng hàng ngày và bạn đang nhìn thấy nó hàng ngày ở trên những cái nội dung ở trên những cái trang mạng xã hội. Và đương nhiên là cả trong những cái nội dung ở trong những bài PR cũng như là bài quảng cáo bán hàng của bạn nữa. Thì cái dạng này được phát biểu như sau, thì là cái việc mà bạn đưa ra cho khách hàng thêm những cái lợi ích kèm theo cũng như là những cái chương trình khuyến mãi. Thì có những cách để bạn có thể viết được những cái dạng kêu gọi hành động này như sau. Cái cách đầu tiên đó là cách bạn đưa ra thêm những cái lợi ích kèm theo. Ví dụ như là đăng ký ngay, bạn sẽ nhận ngay được một cái bộ tài liệu về thương hiệu cũng như là marketing. Và cái dạng cái cách thứ hai đó là bạn đưa kèm theo một cái lời tư vấn. Ví dụ như là đăng ký ngay, bạn sẽ được nhận được cái lời tư vấn từ một chuyên gia marketing đầu ngành. Và cái dạng thứ ba là việc bạn gia hạn thời gian. Ví dụ như là chỉ còn một ngày, nếu như bạn bỏ lỡ bạn sẽ không còn cơ hội thứ hai. Và cái cách thứ tư đó là bạn gia hạn số lượng. Ví dụ như là chỉ 10 người đăng ký sớm đầu tiên sẽ được giảm giá 30% cái khóa học này. Và dạng thứ năm đó là bạn khiến cho khách hàng được công nhận. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là bạn đưa ra những cái bằng chứng, những cái lợi ích thêm để củng cố cái niềm tin của khách hàng. Ví dụ như là hàng trăm những startup đã học cái khóa học này và kinh doanh thành công, đăng ký ngay tại đây. Và cái dạng kêu gọi cuối cùng đó là bảo hành. Thì đây là cái cách dễ dàng nhất để giúp cho bạn giải quyết được tất cả những cái rủi ro của khách hàng. Ví dụ như là hãy đăng ký khóa học này ngay. Nếu như mà bạn không hiểu ở trong cái lần đầu tiên học, bạn hoàn toàn có thể đăng ký học lại mà không mất bất cứ một cái đồng phí nào. Và sau khi mà bạn đã nắm vững được 2 cái cách cơ bản để bạn có thể viết được cái call to action của mình rồi, thì tôi sẽ mang đến cho các bạn ở bước tiếp theo này, đó là những cái tip để giúp cho các bạn có thể viết được cái call to action hiệu quả hơn. Thì đầu tiên đó là bạn hãy nhấn mạnh và viết hoa những cái chữ cái mà là những cái động từ mạnh, ví dụ như là miễn phí, share ngay, đăng ký. Những cái từ đấy sẽ giúp khách hàng chú ý và đương nhiên rồi nó sẽ thúc đẩy khách hàng đưa ra một cái hành động cụ thể. Và cái tip thứ hai tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn hãy viết dễ hiểu. Đừng dùng những cái ngôn từ uyên bác, hãy viết thật là dễ hiểu. Và đương nhiên rồi hãy nhớ cái nguyên tắc mà tôi chia sẻ cách để viết call to action, đó là viết sao để cho khách hàng cảm nhận là họ đang viết cho riêng mình. Và cuối cùng đó là hãy nhớ ngắn gọn, đánh thẳng vào lợi ích của khách hàng, không dài dòng giới thiệu mà vào về bản thân của mình, về cái sản phẩm của mình, về khóa học của mình quá nhiều. Và sau khi mà trải qua cả một cái bài viết về call to action, thì tôi hy vọng là bằng những cái tóm tắt của tôi ngay bây giờ, các bạn sẽ nắm vững được tất cả những ý sau đây. Các bạn đã hiểu được về call to action là gì, đã giải quyết được cái vấn đề bạn sợ viết call to action, các bạn đã biết được cái nguyên tắc để viết được một call to action có tính thuyết phục cao và hiệu quả. Bạn cũng đã biết được có 2 cái dạng viết call to action phổ biến. Và đương nhiên tôi cũng đã cung cấp những cái tip, những cái mẹo để bạn có thể viết được những call to action hiệu quả. Thì rất mong là các bạn sẽ ứng dụng được nó vào thực tế, kiểm chứng nó và giúp cho những cái bài viết của bạn có thể tăng được những cái tỷ lệ chuyển đổi lên 70-80%.